Xin chào các bạn, mình là Nêu Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về mô hình. Hôm nay chúng ta sẽ review bộ mô hình này. Nhìn thoáng qua thì trông khá là Gundam đúng không? Nhưng mà không, đây không phải là mô hình Gundam của Bandai đâu. Đây là một sản phẩm đến từ các bạn láng giềng của chúng ta. Và mẫu mô hình này nó có tên là Tianwei và của hãng Kangdao nhé. Và mô hình này có gì đặc biệt thì mình sẽ chia sẻ trong video này. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa, hãy bắt đầu thôi. Nhắc đến hãng Kangdao thì mình nhớ ngay đến bộ 4 cái mẫu mô hình theo chủ đề tứ linh của hãng đó: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Và các mẫu mô hình đấy đều là metal build và theo phong cách kiểu thần linh huyền bí ấy. Đợt này thì hãng Kangdao lại ra một loại mô hình khác, và mẫu mô hình này mình thấy nó thiên về kiểu công nghệ và robot tương lai nhiều hơn. Và ở đây thì là cái mẫu mô hình Tianwei. Tiếng Việt Nam của nó thì hình như không có ấy, nhưng mà cái Tianwei này được Neo dịch ra thì nó có nghĩa là thiên vệ đấy. Nhưng mà nghe robot thiên vệ các thứ thì chắc là cũng nhiều người không biết, nên là thôi, ở video này Neo vẫn cứ sử dụng tên của nó là Tianwei để giới thiệu về bộ mô hình này nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ xem về cái hộp bên ngoài của nó nào. Chiếc hộp của nó ở đây cũng khá to và kích thước của nó tương tự với cả một bộ mô hình MG của hãng Bandai nhé, cũng khá là to đấy các bạn ạ. Ở trên này thì sẽ có hình minh họa của cái mẫu mô hình đấy, cũng được hãng làm chăm chút rất tốt. Và đặc biệt mình chú ý đến cái phần chất liệu của nó này, các bạn xem khi mà mình nghiêng lên thì sẽ thấy cái phần chất liệu của nó được in là phần này là nhám nhé, xong rồi cái phần của con mô hình thì lại được in bóng và được dập mờ những cái đường nét của nó ấy, chứng tỏ là hãng cũng rất là đầu tư cho cái bóc ạt này và cũng như thể hiện cái sự cao cấp của cái mẫu mô hình. Ở đây thì có cái tên của nó này. Đấy, phía đằng sau thì sẽ có một cái line art của cái mẫu mô hình này cũng như là cái mã hiệu của con đó. Đấy, hai bên thì các bạn nếu mà mua hàng mới thì sẽ có cái logo và cái tem của Kangdao dán ở đây để đảm bảo là mô hình mới và chưa được mở ra nhé. Đây, mà logo Kangdao và cái tên Tianwei của nó. Vì đây là mô hình metal build, tức là nó đã được lắp ráp sẵn cũng như là hoàn thiện tất cả từ màu sơn đến đề can dán, lắp ráp, mua về là chỉ việc chơi thôi. Nên là nó cũng hướng đến đây là mô hình cao cấp, nó đã thể hiện ngay từ phía bên ngoài của chiếc hộp này rồi. Và bây giờ mình sẽ mở hộp lấy cái con mô hình ra và để review tiếp cho các bạn nhé. Khi mở hộp bên trong ra thì nó không cho chúng ta hẳn một cái quyển sách hướng dẫn đâu, mà nó chỉ có một cái tờ giấy rất là đơn giản nhẹ nhàng như này thôi các bạn ạ. Một mặt thì nó sẽ có như một kiểu tấm poster, cái hình ảnh của cái con này. Chúng ta có thể dán lên tường để trang trí cũng được, được in màu. Và còn cái mặt sau này thì nó sẽ là một số các hướng dẫn của nó, cũng như là các chi tiết đặc điểm của cái mẫu mô hình này, cách ráp các loại vũ khí hay là cách lắp backpack. Đấy, mình nghĩ là tại con này nó là hàng diecast rồi, tức là nó được lắp ráp hoàn thiện và nó chỉ có một số các vũ khí đi kèm thôi, nên là nó sẽ không có cái nhiều cái thứ mà phải hướng dẫn người ta lắp ráp cả, nên là hãng chỉ cho chúng ta một cái tờ giấy khá là đơn giản nhẹ nhàng như thế này. Với mình thì cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, tại vì mình thích cái cảm giác mà cầm quyển sách hướng dẫn rồi dở các trang và sau đó thì có một số những cái hình ảnh minh họa cũng như là các tư thế action của cái con mô hình này, hoặc là cho thêm kiểu truyện tranh hay cái gì dẫn dắt câu chuyện thì nó sẽ tạo cảm hứng hơn là chỉ là một tờ giấy rất là đơn giản thế này thôi. Và đây là mô hình Tianwei đã được mình lấy ra khỏi hộp cho cầm các vũ khí, lắp backpack và một số cái vũ khí của nó lên để cho các bạn xem. Nó là sản phẩm diecast metal build nên là đã được lắp ráp hoàn thiện đầy đủ hết rồi. Chúng ta sẽ không phải lắp ghép gì cả mà chỉ cần lắp các phần phụ kiện của nó đi kèm vào trong hộp vào là đã có thể chơi được rồi. Giúp tiết kiệm thời gian cho những anh em nào mà ít thời gian nhưng mà lại thừa kinh tế. Về cái mức giá của nó ấy, thì mức giá của nó chỉ tương đương với một mẫu MG của Bandai thôi các bạn. Nhưng mà với mẫu MG của Bandai thì chúng ta sẽ phải lắp ráp từng chi tiết, từng bộ phận lại một, mà nó cũng chỉ là bằng nhựa 100% thôi, chưa có gì cả. Trong khi ở đây với cái mức giá mình xem thì tầm khoảng quanh tầm 1,5 triệu mà chúng ta đã có một mô hình diecast này đã được sơn phết rồi lắp ráp hoàn thiện, mà nó lại là metal build nữa, tức là các chi tiết khớp tay khớp chân và một số các chi tiết khác của nó có các khớp kim loại nữa, rất giá trị và cứng cáp. Nói về thiết kế của cái con mô hình này thì mình cảm thấy nó học hỏi khá nhiều
từ cái dòng wing của Gundam các bạn ạ. Từ cái phần gương mặt, xong có hai cái tai nhô sang hai bên này, xong rồi có phần sừng và cằm khá là Gundam. Cảm giác nó giống phong cách của dòng Gundam Wing, cũng như là những cái phần thiết kế và phần váy giáp các thứ được học hỏi khá nhiều từ dòng Wing đấy. Nói chung là dòng Wing Gundam là cũng là một cái dòng mà rất là hot và có nhiều fan hâm mộ. Nếu mà theo cái dòng đấy thì cũng khá là tốt. Chỉ có điều là cái dòng Wing đấy nó ra đời hơi lâu rồi, nên là nó mang những cái công nghệ hơi cũ một chút, nên là các hãng Trung Quốc mà học tập cái dòng Wing đấy thường là hơi bị đi theo cái lối mòn và bị bập phải cái ngôn ngữ, cái thiết kế cũng như là kỹ thuật lắp ráp hay những cái chuyển động về cơ khớp ấy, nó hơi bị lỗi thời một chút các bạn. Với con này thì mình cảm nhận được một sự cứng cáp và khỏe khoắn của nó, chi tiết còn nổi khối và nhìn trông rất là cơ bắp. Nhìn cái phần gương mặt của nó này, nhìn trông cũng khá là ngầu và cũng dữ dằn, trông khá là khôn. Mặc dù mình không thích cái phần sừng này của nó, tại phần sừng này của nó trông cảm giác hơi ngắn ngủn và hơi cụt lủn một chút. Nếu mà chúng ta nhìn những cái con Gundam Wing ấy, thấy cái phần sừng này nó vẫn kéo dài, kể có phần tai này, nhưng mà phần sừng nó vẫn kéo dài trông khá là đẹp mắt và ấn tượng cái phần sừng. Nhưng con này thì cái phần sừng trước thì mình cảm giác là nó hơi bị thụt lùi một chút. Có lẽ nó muốn nhấn ở cái phần sừng phía bên tai này nhiều hơn. Phần ngực các bạn cũng thấy là nó được thiết kế khá là cứng cáp và khỏe khoắn này. Bắp tay, cẳng chân thì rất là to khỏe, có nhiều những cái chi tiết nó tua tủa ra như thế này. Con này nó cũng được mang khá nhiều những cái phần công nghệ hay ho nhá. Đầu tiên là cái phần đèn LED này. Đây, ở đây thì nó sẽ có phần đèn LED ở cái phần mắt và phần trên đầu của nó. Thì hãng cho chúng ta một cái cục thế này và nó có phần nam châm. Khá xịn sò là chúng ta sẽ không phải bấm nút gì cả mà sẽ đưa cái nam châm đây, đưa cái đầu nam châm này lại gần cái phần mắt của nó, là phần mắt của nó sẽ sáng lên, nó có cái phần pin ở trong mà đưa vào thì nó sẽ tắt đi, hoặc là chúng ta đưa vào và cứ để một lúc thì nó cũng sẽ tự tắt đi thôi, sẽ không làm tốn quá nhiều pin của chúng ta. Khi mắt sáng rực lên thì nó cũng tạo cho con mô hình nó ấn tượng hơn, nhất là khi xuất hiện ở trong bóng tối một chút. Phần tiếp theo là con này còn có một số các gimmick được ẩn trên giáp của nó. Ví dụ như là phần giáp ở đây này, đẩy lên đấy thì nó sẽ lộ cái phần giáp vàng phía bên trong vậy. Đấy, cả phía đằng sau cũng thế nữa. Ngoài ra thì còn một số chi tiết nữa như kiểu ở hai bên phần váy này này. Đó. Hai bên váy bên cũng có nhá. Và kể cả váy sau cũng có nữa các bạn. Đấy, lúc mà chúng ta kéo ra như thế này. Đấy, thì nó sẽ để lộ các chi tiết màu vàng gold ở đây. Phần cánh phía sau của nó này có thể kéo lên để lộ các chi tiết phía bên trong này ra và mở phần cánh này ra, trông cho con này nó cũng kiểu hoành tráng hơn ấy. Đấy, kiểu như thế này để tăng phần chi tiết cho mô hình và cũng có những cái điểm thú vị để cho người chơi của chúng ta có thể bọc bẻ được. Về màu sơn của nó nhá, thì con này đã được sơn phủ toàn bộ một cái lớp màu nhám và nó cũng khá là nhiều màu sắc. Đầu tiên sẽ là một cái màu xám trắng phủ ở phần tay, phần chân như thế này. Phần thân thì là màu xanh đậm này, kết hợp là những cái chi tiết màu đỏ và màu vàng, các thứ rải rác khắp nơi. Thì với cá nhân Neo nhá, thì cái tông màu này thì gọi là tạm được, tạm ổn. Nói chung là hãng làm cũng không bị cảm giác rối mắt quá hay là trông nó bị lập lòe quá. Nhưng mà với bản thân mình thì mình vẫn chưa hẳn là thích cái cách phối màu này cho lắm. Cái cách phối màu này mặc dù đã dùng sơn nhám không còn cảm giác là nhựa thường nữa, thế nhưng là cái cách phối màu này mình vẫn cảm giác nó chưa được trưởng thành cho lắm. Như kiểu cái mẫu con Gundam Wing nhiều màu sắc ấy, trong nó cứ hơi bị xanh đỏ một chút mà nó lại nhấp nháy. Nếu mà như mình phối màu lại thì mình sẽ phối màu để cho nó mảng miếng nó rõ ràng hơn và cũng không dùng nhiều màu xanh đỏ vàng linh tinh như này nữa, để cho cái con mô hình phối màu nó đều đặn hơn. Đây sẽ tùy cảm nhận của mỗi người nhé, có người sẽ thích cái kiểu tông màu như thế này. Nói về trải nghiệm khi chơi như thế nào thì với Neo thì lúc mình cầm và vọc bẻ con này thì mình cảm nhận được một cái sự cứng cáp chắc chắn rồi, vì con này nó là die cast, tất cả các phần chi tiết của nó đều được lắp ráp vào với nhau và thậm chí còn một số các chi tiết còn được dùng cả ốc vít để vặn vào, nên là đảm bảo cứng cáp chắc chắn và sẽ không có hiện tượng rơi rụng rơi gãy như là chơi các loại mô hình model kit. Và bên cạnh đấy thì mặc dù là các part kim loại cứng cáp nhưng mà hãng đã điều chỉnh để cho những cái phần khớp ấy nó không bị quá cứng, nó không bị cứng giống như kiểu của hãng Mâu Sâu đâu, mà là lúc mình bẻ thì nó vừa đủ cứng nhưng cũng có cái độ mượt mà của nó, không phải dùng quá nhiều lực để bẻ các khớp này. Thế nên là mình cảm giác chơi con này khá thoải mái và
lúc vọc bẻ các khớp tương đối nhẹ nhàng nhé, cảm giác lúc chơi không bị quá căng thẳng kiểu sợ gãy hay là phải vận sức quá nhiều. Đây là một cái phần điểm làm khá tốt của cái con mô hình này. Thế em này có cái điểm nào mà chưa được không, có cái khuyết điểm gì không? Thì sau một vài ngày trải nghiệm với mẫu mô hình này và ngoài những cái điểm hay ho mà nó mang lại thì cũng có một số chỗ mình chưa hẳn là được ưng lắm và cũng muốn góp ý một chút cũng như là chia sẻ ý kiến cá nhân của mình. Về cái phần màu sắc thì lúc nãy mình đã chia sẻ rồi nhé, và còn một vài cái chi tiết mình thấy chưa ưng lắm. Ví dụ như là cái phần sừng phía trên đầu của nó là một này, thứ hai là cái phần vai của nó nhé, và cái phần backpack phía đằng sau ấy. Thì với bản thân mình thì cái con những cái con mẫu mô hình Trung Quốc thì thường là đặc điểm của bọn nó sẽ làm kiểu trông rất là hoành tráng rồi phải bung lụa một chút thì sẽ hợp với cái thị trường của Trung Quốc. Với cái con này thì mình thấy cái độ bung lụa của nó chưa được nhiều, như hai cái phần vai này của nó thì tuy là cả một cục lớn rồi đấy nhưng mà nó không được vươn lên cao như thế này để tạo cái sự hoành tráng cho cái phần vai. Nó hơi bị cụt ngủn ở cái phần vai này một chút, cũng như là cái phần back phía đằng sau ấy. Ví dụ giống như là cái con Blue Flame mà mình đã từng xem ở review thì nó có cái phần cánh rất to và nó trải ra phía đằng sau trông rất là hoành tráng. Còn con này thì nếu mà chúng ta gập gọn gàng nó như thế này này thì nhiều khi cái phần phía bên này trông nó bị gọn gọn mà không được hoành tráng quá, kể cả lúc chúng ta kéo cái phần cánh này lên thì cái kiểu bung lụa nhất của nó cũng chỉ như thế này thôi, nó chưa đạt được đến cái độ hoành tráng như mình mong muốn. Cái này thì là cũng rất là ý kiến cá nhân thôi, nhưng mà mình bị cái cảm giác như thế là mình thích cái kiểu mà nó kiểu bung lụa hẳn như cái con Blue Frame như vậy hơn. Tiếp đến là một cái mặc dù là tính năng của nó nhưng mà mình thấy tính năng này nó hơi lỗi, đó chính là cái việc mà gác cái kiếm này lên phía đằng sau lưng của nó này. Nếu mà chúng ta nhìn vào phía đằng sau của hai cái chỗ gác kiếm này sẽ thấy hai cái chốt này nó chìa ra không? Đấy, hai cái chốt này là của cái việc mà nó giữ cái phần kiếm này lại. Nhưng mà đây, lúc mà nhìn kỹ vào các bạn thấy cái chốt này sẽ cắm vào đây và nó gây chầy xước cái phần sơn này không? Đấy, cái chỗ này mình đã thấy nó bị chầy ra rồi đây này. Đấy, hai bên này lúc mà cố ấn vào, mặc dù ấn vào được xong ấy thì cái kiếm này nó được giữ rất chắc chắn ở trên cái chốt đấy, nhưng mà nó lại gây bị lỗi hỏng và bị gây chầy xước phần sơn và nhựa này, cũng khá là tệ ha. Cái việc mà cài vào ấy thì chúng ta cũng chỉ cần đặt lên như thế này là nó tương đối là cũng giữ được hai cái thanh kiếm phía đằng sau rồi. Mặc dù là như thế này thì nó vẫn hơi lập bập và chỉ cần chúng ta nghiêng đi một chút là nó đấy có thể bị rơi ra ngoài. Muốn gắn chặt chắc chắn vào thì phải ấn mạnh vào một cái thì nó sẽ chốt vào cái phần chốt đấy, nhưng mà cái vấn đề là nó sẽ làm bị cháy mất cái phần sơn ở đây, nên là mình thấy cái tính năng này đấy của nó là cũng chưa được tốt. Rồi, giờ mình sẽ check biên độ cử động của em này. Đầu tiên là phần đầu này, gập phía trước này, ngửa ra phía sau cũng tạm ổn. Nghiêng trái, nghiêng phải nha. Xoay một vòng này, không có vấn đề gì cả các bạn ạ. Rất ok. Bây giờ đến phần vai của nó này. Phần vai của nó có thể đưa ra phía ngoài như này để tăng phần biên độ cử động, đưa ra khá được nhiều nha. Và đây là khớp kim loại này nên là không phải lo lắng nhiều quá đâu. Đấy, chìa hẳn ra được nhiều như này cơ mà. Ok, bây giờ sẽ đến cái phần vai này. Phần giáp vai của nó có thể đưa được lên đến đây nha. Đấy, và có phần giáp ở đây chuyển động được này. Chỗ vai của nó có phần chuyển động tách giáp ra nhá. Đây, mình kéo như này và nó sẽ hở một cái phần vàng gôn ở phía dưới đây này. Phía đằng sau này cũng có thể kéo lên này, hở cái phần vàng gôn ở phía dưới một chút. Đấy. Đây là cú đẩy tay lên trên cao này, cũng tạm ổn ha. Đây phần bắt tay của nó nhá, xoay được một vòng này. Còn đây là cú gập tay. Đấy, cũng khá là tốt đấy các bạn ạ. Gần được hết chữ V rồi này. Và chỗ dưới này mình cũng hơi khó hiểu, tại vì là cái phần này nó lại cho phép lại cho xoay thêm lần nữa. Đấy, bình thường thì nó đã xoay ở phía trên này thì phía dưới này cũng xoay cũng chả không có tác dụng gì nhiều ấy. Chỗ giáp tay này nó lại chuyển động được nữa này. Đây ở đây nó sẽ mở ra và có một cái phần vũ khí nhỏ nhỏ phía bên trong này. Đấy, còn phần bàn tay của nó thì là khớp bi rồi nên là di chuyển bình thường. Đến phần bụng của nó này, gập lên phía trước, wow, được khá là nhiều luôn. Ngửa ra phía sau, ngửa ra sau thì rất ít các bạn ạ. Đây, gập lên phía trước thì khá là nhiều. Cái chuyển động gập bụng của nó ấy, thì lúc mà chúng ta gập thì sẽ hở cái phần lưng và chỗ lưng nó sẽ có một số chi tiết được sơn màu kim loại ở đây. Nhìn là kiểu gập lưng của nó trông cũng khá là hay ha. Đây, bây giờ nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, wow, được rất là nhiều luôn. Đấy, biên độ cử động tốt phết. Xoay một vòng, không bị vướng giáp gì cả nên xoay một vòng thoải mái luôn. Bây giờ sẽ là phần váy, phần chỗ này thì không có gì, váy hai bên chuyển động được. Đấy, và nó còn cũng có thể tách giáp ở đây nữa. Đây, chúng ta có thể kéo hai cái chỗ này để cho nó lộ hai phần vàng gôn ở phía dưới này ra. Còn đây phần váy bên của nó nhá,
phần váy bên của nó mình thấy nó cũng di chuyển được khá là nhiều luôn. Kéo đằng sau này, đưa lên trên, xoay dọc xoay ngang cũng khá thoải mái. Phần váy khá là linh hoạt đấy. Và nó cũng có thể được rút ra như thế này. Đấy, để lộ cái phần vàng gold ở phía dưới. Váy sau cũng thế, váy sau nó cũng có khớp bi nên chuyển động linh hoạt và lộ hai phần vàng gold lúc mà chúng ta kéo như thế này nhé. Cái phần khớp háng của nó thì được làm bằng kim loại này, nhưng mà cái phần trắng trắng cho cái chốt này thì mình nhìn nó trắng trắng bạc bạc, mình không rõ nó là kim loại hay là nhựa nữa, cũng khá là khó nhìn. Nhưng theo mình đánh giá hình như là nó cũng là chút kim loại và được vặn bít nên là đảm bảo rất là chắc chắn và cứng cáp. Nếu mà sau mà lỏng ra thì chúng ta lại thắt bít lại và nó có cơ chế trượt để tăng thêm phần biên độ cử động cho phần háng nhé. Đấy, ở đây thì là một cái khớp ở đây xoay được. Đây là cú đá chân ra phía trước này, đá chân ra phía sau, đá chân sang bên, không có chút vấn đề gì với con này cả. Biên độ của phần háng quá là tốt luôn, rất ok. Đây sẽ là cú gập chân này. Đây, gập được khá nhiều nha, gần như hết luôn các bạn ạ. Cái này dụng ra đây để mình lắp lại nha. Cùng xem lại cái cú gập đầu gối của nó này. Khi gập đầu gối thì nó có chuyển động tách các part ra. Đầu tiên là cái phần đùi, nó sẽ chuyển động trượt ra là để trượt cái phần đùi ra này. Và sau đó thì là các khớp ở chỗ đầu gối nó cũng trượt tách ra. Cũng khá là ok các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Phía đằng sau chân của nó thì có một số cái bộ phận phản lực ở đây. Và có thể kéo được một số cái cánh của cái phần phản lực ở đây được. Không, bên này không có gì. Cái phần dưới cổ chân có một số cái giáp để che chỗ cổ chân có thể di chuyển được nhé. Đây là phần bàn chân này, chúi xuống dưới này, ngửa lên trên này, xoay trái xoay phải ok này, nghiêng trái nghiêng phải ok này. Đó, phần bàn chân thì sẽ được chia tách bạch ra giữa phần trước và phần sau của bàn chân nên là nó có thể gập được khá nhiều luôn, hoặc là có thể gập chúi xuống như thế này cũng được, khá là tốt đấy. Check thêm biên độ cử động của phần backpack luôn. Nó có cái phần phía trước này giống như là cái phần buồng lái này, có thể di chuyển được và nó có thể xoay được như thế này nha. Rồi tiếp đến là hai cái chỗ này sẽ để dắt hai cái kiếm này. Và tiếp theo thì nó có một cụm rất là nhiều những cái khớp ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, khá là nhiều luôn. Và có thể xoay cực kỳ linh động và thoải mái. Đây, kể cả xoay được cái góc như thế này luôn các bạn ạ. Đấy, chúng ta có thể xoay khá là nhiều góc mà chúng ta muốn nhé. Rất linh động ở cái bộ càng này. Và cái thiết bị ở đây thì chúng ta có thể rút ra như thế này và nó sẽ bung hai cái cánh sang hai bên như thế này này. Đấy, đấy. Rút ra và nó bung hai cánh sang. Đấy, bên cạnh đấy thì có thể kéo được những cái phần như kiểu phần càng như thế này này. Có thể kéo ra được nhé. Đấy, kéo các phần càng ra, nhìn trông cho nó hổ báo. Đấy, kéo như thế này. Phía dưới cùng thì nó cũng có một cái bộ phận nho nhỏ có thể chuyển động được một chút ở đây. Cái phần backpack này của nó nhé, chúng ta có thể tháo ra và biến thành một cái dạng máy bay được các bạn ạ. Khi tháo cái backpack này ra thì chúng ta sẽ phải tháo pad để cắm vào sau lưng của nó như này này. Sau đó thì là xoay vặn lại cái phần đầu này của nó, cái phần đầu mà có phần đầu máy bay và có cái phần buồng lái đây này. Đấy, xoay vặn lại và sau đó thì chỉnh trang lại một số các bộ phận. Ngoài ra thì chúng ta có thể cắm cái máy bay này lên trên base của nó. Đây, cái phần base này mà chúng ta sẽ cắm vào một cái lỗ ở đây. Đây sẽ là cái dạng máy bay của con này. Cho cái con mô hình lúc không có máy bay thì nó sẽ đứng cạnh đây, coi như nó có thêm một cái option chúng ta trưng bày cho nó thú vị hơn. Phía đằng sau này của nó hơi bị hở, nếu mà ở đây người ta làm thiết kế cho một cái để che cái lỗ này lại thì hay hơn ha. Và đây là tiên way và tất cả những phụ tùng, phụ kiện, vũ khí đi kèm theo với nó. Theo mình đánh giá thì nó ở mức độ cơ bản, những cái đồ khá là cơ bản của một cái con, những cái vũ khí khá cơ bản của một cái con mô hình. Không có gì gọi là quá đặc trưng hay khác biệt đối với những cái mẫu mà mình biết cả. Đầu tiên thì nó sẽ có một cái backpack này, một cái khẩu súng này, hai con dao dựa này, hai thanh gươm dài nữa. Bên cạnh đó thì nó có các bàn tay để thay thế, một cái nam châm để kích hoạt phần ánh sáng trên mắt và một cái base đi kèm nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng món phụ kiện một. Đầu tiên nó sẽ là có một cái thanh như thế này, nhìn trông như là một con dấu chuyện vậy. Và tác dụng của nó là nó có một cái đầu nam châm đây này và nó sẽ có pin và cái đèn ở phần trên đầu này, và khi chúng ta đưa đúng cái phần đầu vào thì nó sẽ
bật cái đèn pin ở phía bên trong mắt và có hiệu ứng sáng cái phần mắt của con này lên. Đấy, lúc mà sáng rực mắt lên thì trông nó cũng khá đẹp ha. Và chúng ta đưa vào là để cho nó tắt đi. Và cái đèn này thì lúc các bạn đưa vào một lúc ấy, thì nó cũng sẽ tự tắt đi, chứ nó không sáng mãi cho đến khi hết pin đâu. Nên là cứ để cho nó một lúc cũng được, không vấn đề gì. Tiếp theo là những cái phụ kiện bàn tay để thay thế. Con này sẽ sử dụng phần bàn tay tĩnh, có hai cái bàn tay mà để tay nắm chặt. Thì mình đã lắp lên trên con mô hình như thế này rồi. Đây là tư thế nắm chặt tay của nó. Tiếp theo thì nó sẽ có hai cái bàn tay với cả ngón trỏ đưa ra để cầm súng, hai bàn tay nắm này để cầm được vũ khí này, thêm hai bàn tay để mở ra như thế này nữa. Các bạn thấy là ở đây cái phần tay này của nó là cái dạng nhựa dẻo nhá, để cho lúc mà chúng ta cho vũ khí vào ấy thì chúng ta sẽ lách qua những cái ngón tay này và đặt vào. Mặc dù là làm kiểu nhựa dẻo nhưng mà nó vẫn được sơn một cái lớp màu gunmetal để tạo cảm giác kim loại, và mình thấy cái màu này khá sáng đẹp, nhìn trông cũng cảm giác cũng rất là kim loại. Thêm nữa nó sẽ có hai cái bàn tay kiểu dạng để chỉ trỏ như thế này. Đấy. Món vũ khí đầu tiên của nó sẽ có một cái cây khẩu súng có cái tông màu xanh và một vài kim loại này, và một vài chi tiết màu vàng và màu đỏ để làm điểm nhấn thôi. Một khẩu súng cũng nhỏ nhắn bình thường, cũng không phải quá gì đặc biệt, mà mình thấy thiết kế của nó gọi là tạm ổn, không quá gì đặc sắc. Để cho con mô hình cầm được khẩu súng thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại bàn tay mà có ngón tay trỏ đưa ra này này, và lách cái ngón tay vào. Cái loại bàn tay này chúng ta sẽ không tháo rời các ngón tay mà sẽ lách vào, và mình thấy nó cũng hơi khó khăn một chút đấy, sẽ phải cần biết cách để lách vào như thế này. Đấy. Để cẩn thận để nó không bị gãy. Và khi lách vào được rồi thì vì là nhựa mềm nên nó khá là ôm vào cái khẩu súng, và mình thấy nó khá là chắc chắn. Và chúng ta sẽ rút cái bàn tay ở cánh tay của nó ra, sau đó thì cắm cái bàn tay mới có cái cầm khẩu súng vào. Đấy, như thế này là nó đã có thể cầm vũ khí được rồi. Món phụ kiện thứ hai là hai cái con dao dựa như thế này. Đây, hai con dao hay là đao gì đấy, nhìn trông khá là hổ báo và hầm hố. Cái kiểu dao này mình thấy nó hơi sôi thịt một chút ha. Tức là nó không phải là kiểu kiếm thanh thoát gì cả, mà trông rất là kiểu đao to búa lớn và kiểu chặt chém, kiểu hổ báo cáo trồn luôn ấy. Không biết là có hợp với cả kiểu con này không, có cảm giác như thế. Và để cầm cái kiếm này thì chúng ta sẽ dùng cái phần bàn tay như thế này này. Đấy, và cũng cho nó lách vào để cầm. Cũng khá là chắc chắn ở đây ha. Ok. Cái vũ khí tiếp theo của nó sẽ là hai cây kiếm dài. Hai thanh kiếm dài này thì được thiết kế cầu kỳ tỉ mỉ hơn. Nó cũng có tông màu xanh này, rồi điểm nhấn là cái tông lưỡi dao thì màu bạc ở đây, và có cái phần răng cưa, cũng như là có một số vị trí để cho con mô hình có thể cầm được ở đây và ở đây. Cái cây kiếm dài này thì được thiết kế cầu kỳ tỉ mỉ hơn một chút, và nó có thể gập lại nhé. Đây, nó có thể gập như thế này để mà cất đi, hoặc là cho con mô hình cầm ngắn lại một chút. Phụ kiện tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái backpack của nó như thế này. Và cái backpack này thì nó cũng có khá nhiều khớp để chúng ta có thể gập được. Và hai bên này của nó sẽ có hai cái kiểu ống phản lực ấy, ống xả phản lực, và để cho con mô hình bay được hơn, và cũng để tạo cái điểm nhấn cho cái con mô hình này. Và để cho nó mở bung ra thì chúng ta có thể kéo cái phần này, và nó sẽ bung lên hai phần cánh đây để lộ những cái phần vàng gold khá là đẹp ở đây ha. Bên cạnh đấy thì nó cũng có thể mở được ở những cái chi tiết như thế này nữa. Đấy, để có thể mở rộng ra như này, như kiểu phần càng. Và cái này thì nó cũng có thể xoay để có thể biến thành một cái tàu vũ trụ nhé. Nếu mà mình xoay lại một chút thì sẽ biến được thành một cái tàu vũ trụ. Và để lắp lên trên con mô hình thì chúng ta sẽ lắp thêm một cái pad mà có cái chốt như thế này này. Và nhìn thì phía sau lưng của nó sẽ có phần chốt như thế này, và chúng ta cứ lắp đúng phần chốt vào thôi. Đấy là nó sẽ vào đúng vị trí, và con mô hình có thể chống được cả cái pack như thế này. Được cái backpack này, trọng tâm của nó dồn về vừa vào giữa ấy, và nó không bị bung xòe ra nhiều quá, nên là con mô hình rất là chắc chắn và nó hoàn toàn có thể đỡ được cả cái backpack này, không có vấn đề gì cả. Phụ kiện cuối cùng của nó, vâng, các Pháp Sư Trung Hoa luôn luôn sông xanh cho chúng ta rất là nhiều phụ kiện. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái base để cho con mô hình có thể đứng lên và để tạo dáng các tư thế bay lượn được. Và ở đây có một cái base chỉ có một màu xám rất đơn giản thôi. Các thiết kế ở đây cũng khá cầu kỳ và nhiều đường line. Nếu các bạn thích thì có thể kẻ thêm những cái đường kẻ line ở đây để tăng chi tiết cho nó nhé. Dưới đây là một cái base cũng tương đối là chắc chắn, và nó có một số cái khớp di chuyển để thay đổi vị trí cho nó, cũng khá là cơ bản thôi, không có gì. Đặc biệt là cái chỗ phần này thì nó có phần chốt bấm này, mình thấy khá hay, vì nó không phải là loại chốt bấm qua bấm lại, mà nó sẽ có lò xo bên trong ấy. Chúng ta sẽ bấm giữ và xoay cái chốt ở trên này, đến lúc thả ra là nó sẽ giữ chắc ở đây luôn. Cái cơ chế này cũng khá là hay và tiện dụng. Chúng ta sẽ không phải bấm nhiều, chỉ cần bấm giữ, thay đổi và thả ra là nó giữ chắc luôn. Có một điểm mình không thích ở đây là cái con mô hình nó khá là to, khá là nặng, nhưng mà cái chốt này người ta lại cho một cái chốt
hơi bé xíu xíu và liên kết bằng một cái chốt nhỏ như này nữa, thì mình hơi lo ngại lúc mà bọc bẻ nhiều ấy thì khả năng cái chốt này sợ là không đủ đáp ứng. Lại đâu thì rất là ok. Ok, vậy là kết thúc cái bài chia sẻ của Neo về mẫu mô hình Kenway của hãng Kangdao. Một cái mẫu mô hình có mức giá chỉ ngang bằng một mẫu MG của Bandai. Kích thước cũng tương đương MG nhưng nó lại là metal build, sở hữu khá nhiều những công nghệ hay ho. Bên cạnh đó là sự cứng cáp chắc chắn và chất lượng cao của dòng metal build mà lại có cái mức giá rẻ như vậy. Ngoại hình cũng ở mức ổn và trải nghiệm chơi cũng rất là tốt nữa. Thì anh em thấy sao về mẫu mô hình này thì nhớ comment để cho Neo được biết nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ những video trong tương lai của Neo Cường Phạm nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.